Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 629. 629 là một cây găng vàng, cây quái nha, lũ thép luôn. Lũ này là lũ rin, có lên màu nha, có tét động máy. Cây quái. Cây này có hoành 35, cây cao 40 lên ngọn đây nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng, chậu tàu lọt lòng là 24. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2000k bao ship luôn chậu nha. Chậu này là chậu tàu 2000k bao ship. Cây quái luôn. Găng vàng, hay còn gọi là găng tu hú nha cả nhà. Cây quái rất là đẹp. Tiếng đầu nghĩ nghe thâu hay hả? Hả? Nghĩ nghe thâu. Cái này á, làm cái này cây quái. Chỗ em kìa. Ờ. Cái quần sau của em nó còn sao đó, gần nước gần sông đó nè. Đó là tới tắm nó đi hấp dẫn đó. 2000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.